Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Hồ Sơ Tuyệt Mật. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn thông tin. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Quý, người đàn bà vẹn tài sắc và nỗi truân chuyên hai đời chồng giờ sống cùng con gái. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Quý là cái tên không hề xa lạ với khán giả Việt. Người phụ nữ với nhan sắc dạng người ít ai sánh kịp và tài năng thiên bẩm đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng công chúng qua những vai diễn ấn tượng. Đến nay, khi thanh xuân đã qua, sự nghiệp cũng không còn ở đỉnh cao nhưng chị vẫn luôn được người ta nhắc nhớ. Thanh Quý, tên thật là Vũ Thị Quý, sinh ngày 25 tháng 11 năm 1958 tại Hà Nội, là một nữ diễn viên điện ảnh và truyền hình Việt Nam. Bà được biết đến nhờ những vai diễn có số phận éo le, phải đối mặt với sự lựa chọn ngang trái cũng như người phụ nữ có tính cách ngang ngạnh, sắt đá. Từng đoạt bông sen vàng cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất năm 1985, và với những đóng góp cho nền điện ảnh trong nước, từ lúc khởi nghiệp khi chỉ mới 18 tuổi, Thanh Quý đã được nhà nước Việt Nam phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Thanh Quý sinh ra và lớn lên tại làng Bưởi, nay thuộc quận Tây Hồ, Hà Nội trong một gia đình đông anh chị em. Thuở nhỏ bà ham mê đọc sách và mơ ước trở thành một thủ thư hoặc làm nghề địa chất để được ngao du khắp chốn. Trường cấp 3 nơi bà từng theo học chỉ cách trường Trung học Điện ảnh Việt Nam không xa, nhờ vậy ngày nào đến lớp bà cũng có cơ hội đi ngang qua đây. Đầu năm 1973, bà cùng chị gái đi ngang qua trường và tình cờ được một đạo diễn phát hiện ra vẻ đẹp trong sáng của một cô gái tuổi 15. Thanh Quý đỗ vòng thi tuyển và được đưa vào danh sách lớp diễn viên điện ảnh khóa 2, 1973 đến 1977, cùng với một số diễn viên tên tuổi sau này như các nghệ sĩ ưu tú Phương Thanh, Minh Châu, Diệu Thuần. Mặc dù là người trẻ tuổi nhất nhưng nhờ vẻ đẹp nổi bật, bà đã được chọn đóng vai chính sớm nhất so với các bạn cùng khóa. Vừa nhập học, bà đã được đạo diễn Khắc Lợi mời tham gia phim Hai Người Mẹ. Tuy nhiên, sự non nớt về diễn xuất buộc Thanh Quý phải nhường vai cho người khác. Sau thất bại đó, bà buồn chán đến mức có lúc đã nghĩ đến cái chết. Sự nghiệp điện ảnh của Thanh Quý bắt đầu năm 1976 khi mới 18 tuổi và còn đang học năm thứ 3, với diễn xuất trong Chuyến Xe Bão Táp do Trần Vũ làm đạo diễn. Bà thủ vai Vân, một cô gái thanh niên xung phong đấu tranh với những hành vi tiêu cực như lối cư xử cửa quyền của chị bán vé, cách trả đũa hành khách của anh tài xế đã lắc xe, một cách điên đảo khi bị phản đối vì anh tự ý nhét thêm khách kiếm lời. Thanh Quý từng nhắc đến những ngày làm việc vất vả ở Vinh, cả đoàn làm phim tìm những đoạn đường nhiều ổ gà nhất để quay cho hiệu quả. Một năm sau, bà tiếp tục đóng vai nhân vật Vân trong Những Người Đã Gặp, bộ phim có thể xem như phần 2 của Chuyến Xe Bão Táp. Khác với phong cách phóng sự ở Chuyến Xe Bão Táp, Những Người Đã Gặp Thiên về khai thác tâm lý nhân vật một cách tinh tế qua những diễn biến tình cảm của Vân. Nhiều diễn xuất chân thực của Thanh Quý trong cả hai phim đã góp phần làm bật lên những vấn đề bức thiết và tế nhị trong quá trình hòa nhập vào cuộc sống đời thường của những người lính giải phóng từ cuộc chiến trở về. Bà đã được nhận bằng khen của ban giám khảo tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ tư tổ chức năm 1977 tại thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1984, Thanh Quý tham gia bộ phim Tình Yêu Và Khoảng Cách của đạo diễn Đức Hoàn. Bà vào vai Ngân Hà, một phụ nữ trẻ đẹp từng có một tình yêu trong sáng với một cựu chiến binh khi anh trở về với những vết thương nặng và xấu xí nhưng đã thay lòng đổi dạ vào lúc tưởng chừng như hạnh phúc nhất. Được đánh giá là đã tạo cho nhân vật Ngân Hà một cá tính mạnh mẽ, một cách hành xử quyết liệt. Thanh Quý đã nhận giải bông sen vàng cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 7 tổ chức năm 1985. Trong Không Có Đường Chân Trời, 1986 của đạo diễn Nguyễn Khánh Dư, Thanh Quý tiếp tục vào vai một cô gái thanh niên xung phong khác tên Nga, nữ nhân vật duy nhất trong bộ phim Lạc Vào Rừng Sâu, và may mắn gặp một tiểu đội đang tăng gia và tích trữ lương thực. Qua nhân vật Nga, các nhà làm phim đã khai thác một khía cạnh khác trong cuộc sống chiến tranh ác liệt, khía cạnh tình yêu. Từ cuộc tình với một chiến sĩ bộ đội, Nga quyết tâm bảo vệ mầm sống là đứa con trong bụng giữa hoàn cảnh tàn khốc của chiến tranh. Thanh Quý chia sẻ rằng bà chưa thực sự hài lòng về vai diễn này, vì đây là một nhân vật đã được định hình trong văn học, thể hiện nhân vật sao cho đúng với tác phẩm đã là điều khó, để lại một dấu ấn riêng trên màn ảnh lại càng khó hơn và bà cảm thấy mình chưa làm được điều này. Trong phim Chuyện Tình Bên Dòng Sông, 1992 của đạo diễn Đức Hoàn, Thanh Quý vào vai một người đàn bà bị mất một chân vì bom đạn của Mỹ. Cả gia đình chỉ còn lại hai chị em. Ở bên cạnh cô em gái do Lê Khanh đóng như bông hoa đang rực sắc, số phận nghiệt ngã của người chị gái tật nguyền càng thêm nổi bật. Thế nhưng trong lòng người phụ nữ đã qua tuổi thanh xuân này, vẫn còn khát vọng tình yêu lúc âm ỉ lúc thì bừng cháy. Thanh Quý từng nhận xét về vai diễn của mình trong bộ phim này, đấy là phim mà tôi rất ưng ý. Nói về mặt nghề nghiệp, tôi rất thích vai cô chị trong phim. Không xuất hiện nhiều, chỉ điểm xuyết nhưng là mặt đối lập với vai cô em. Một người sở hữu hạnh phúc mà không biết, cứ đi tìm những cái xa xôi. Một người thèm khát chút hạnh phúc nhỏ nhoi mà không sao có được. Ở Chuyện Tình Trong Ngõ Hẹp, đạo diễn Nguyễn Thanh Vân, Thanh Quý tiếp tục thể hiện một số phận đàn bà éo le.
đó là một người phụ nữ không chồng nhưng yêu một người đàn ông khỏe mạnh, đẹp trai, dáng vẻ hào hoa do đơn dương đóng, nhưng trớ trêu ở chỗ đứa con gái mới lớn của chị cũng run rẩy trước người đàn ông ấy và người mẹ quyết định hy sinh tình yêu của mình cho đứa con. Các nhân vật của Thanh Quý trong những bộ phim nhựa khác như Cây Xương Rồng Trên Cát, đạo diễn Nguyễn Khánh Dư, Ngõ Hẹp đạo diễn Bạch Diệp, Người Đàn Bà Bị Săn Đuổi đạo diễn Hoàng Tích Chỉ, Dòng Sông Cười, đạo diễn Phạm Thanh Phong, cũng đều trải qua những thăng trầm của số phận, cũng đều nếm trải mất mát và cay đắng của cuộc đời. Từ khi khởi nghiệp năm 1976 đến năm 1992 là khoảng thời gian Thanh Quý hoạt động nhiều nhất. Năm nào cũng có ít nhất một vai diễn trên màn ảnh do bà thủ vai những năm 2000 khi phim điện ảnh miền Bắc đi xuống, nghệ sĩ Thanh Quý chuyển sang đóng phim truyền hình. Một loạt các tác phẩm hay có bà tham gia như Mùa Lá Rụng, Ban Mai Xanh, Chuyện Phố Phường, Luật Đời, Đầm Lầy Bạc đều ghi dấu ấn của nữ nghệ sĩ. Mới đây, nghệ sĩ Thanh Quý còn tham gia dự án phim Người Phán Xử. Vai diễn vợ ông trùm Phan Quân của bà tạo được điểm nhấn đặc biệt. Năm 2000, bà vào vai Lý trong bộ phim dài 13 tập Mùa Lá Rụng. Chủ đề phim không khác so với chuyện là bảo vệ truyền thống, nền tảng gia đình trước những biến động của kinh tế thị trường. Đạo diễn Quốc Trọng cho biết rằng việc tìm diễn viên cho phim là gay go nhất, nhưng riêng với nhân vật Lý, thì ông đã tìm ngay ra được diễn viên là nghệ sĩ Thanh Quý sau khi đọc kịch bản. Vai Lý sẽ là vai thử thách với Thanh Quý bởi đó là vai đẹp, quyến rũ và sâu sắc, nông nổi và đáng thương nhiều hơn đáng giận. Trong Mùa Lá Rụng, Lý là người con dâu cả có tính tình sắt đá, luôn tìm cách làm giàu cho bản thân và gia đình, nhưng để rồi phải vào tù vì buôn bán ma túy trong một phút lầm lỡ. Về phía Thanh Quý, tuy đã tự nhủ sẽ không đảm nhận những vai đanh đá và ghê gớm nữa vì sợ gây cảm giác nhàm chán cho người xem, bà vẫn quyết định nhận đóng vai nhân vật Lý, vì nhân vật cùng tên trong cuốn tiểu thuyết Mùa Lá Rụng trong vườn đã khiến bà rất ấn tượng. Đầu năm 2005, Thanh Quý đóng vai bà Vu trong phim Chuyện Ban Mai Xanh do Trọng Trinh làm đạo diễn. Đây là một nữ doanh nhân giàu có chỉ biết đến tiền, và luôn tìm cách ngăn cản tình yêu giữa con gái bà với Bằng, do Minh Tiệp đóng, một sinh viên nghèo từ nông thôn. Bà luôn nhếch móc và sỉ vào Bằng vì sự nghèo hèn của anh. Trong Chuyện Phố Phường dài 25 tập sản xuất đầu năm 2006 của đạo diễn Phạm Thanh Phong và Nguyễn Danh Dũng, Thanh Quý vào vai bà Hương, một bà mẹ đau đớn và bất lực luôn tìm đến với rượu để giải sầu khi chứng kiến đứa con trai cả đang tâm xé nát không khí êm đềm của ngôi nhà cổ nơi bà từng sinh sống và sự bình yên của những người bà yêu thương, trong đó có đứa con gái út chẳng may bị mù lòa từ bé. Bà Hương cũng là người đàn bà đã chia tay với chồng, con để đến với người tình, nhưng đó lại là một người đàn ông đốn mạt, và bà ghê tởm ông ta từ khi nhận ra điều đó. Được hỏi về vai bà Hương trong Chuyện Phố Phường, Thanh Quý nói bà hài lòng về vai diễn của mình, nhân vật có quá nhiều cảm xúc và khi vào vai, bà như bị nhân vật nhập và cuốn theo những cơn say. Bà còn cho biết rằng theo kịch bản thì nhân vật này còn hút cả thuốc lá, nhưng lo sợ gây phản cảm cho khán giả nên đã đề nghị bỏ bớt. Tuy Chuyện Phố Phường nói về một chủ đề không mới là một gia đình đổ vỡ, sự bất đồng ngấm ngầm giữa các thế hệ, những tranh chấp quanh ngôi nhà cổ của dòng họ, nhưng sự diễn xuất đạt của dàn diễn viên đã được đánh giá là một yếu tố giúp bộ phim thu được sự chú ý của khán giả và giành giải khuyến khích thể loại phim truyền hình dài tập trong giải Cánh Diều Vàng 2005 của Hội Điện ảnh Việt Nam. Năm 2007, Thanh Quý tham gia bộ phim Luật Đời dài 26 tập của đạo diễn Mai Hồng Phong, vốn được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Đầu Tay Luật Đời và Cha Con của nhà văn Nguyễn Bắc Sơn. Bà đóng một vai thứ mang tên bà Phụng, một nhân viên mậu dịch, một người phụ nữ sắc sảo và thực dụng, nhanh chóng thích ứng với những thay đổi của cơ chế thị trường đối lập với ông chồng tên Hòe, do nghệ sĩ ưu tú Hà Văn Trọng đóng, một sĩ quan quân đội chuyển ngành giáo điều và luôn đề cao nguyên tắc. Nhờ nội dung mang tính thời sự cao, Luật Đời đã giành chọn các giải thưởng tại lễ trao giải phim truyền hình 2007 của Đài Truyền hình Hà Nội. Đầm Lầy Bạc đạo diễn Mùi Quốc Việt, trình chiếu 2011, bộ phim dài 20 tập nằm trong series phim Cảnh Sát Hình Sự, là phim truyền hình gần đây nhất mà Thanh Quý tham gia diễn xuất. Bà vào vai bà Hương, một bà trùm mafia giấu mặt và là kẻ chủ mưu đang tâm giết hại cả gia đình em gái ruột của mình, hòng bảo vệ cho liên minh xã hội đen do bà ngấm ngầm chỉ đạo và điều hành. Tâm sự về vai diễn mẹ già mafia của mình, Thanh Quý chia sẻ bà nhận vai vì đây là một dạng vai mới thú vị mà bà chưa từng thử bao giờ, một mẫu hình phụ nữ nanh ác và xảo quyệt nhưng không hầm hố và bặm trợn. Để chuẩn bị cho vai diễn, bà đã tham khảo qua sách báo, phim xã hội đen của Mỹ như Bố Già, thẩm thấu văn học cùng với những trải nghiệm của bản thân thông qua quan sát cuộc đời. Vai diễn mới đây nhất của Thanh Quý trong bộ phim truyền hình Người Phán Xử 2017 là một vai diễn chứa đựng nhiều uất và buồn tủi. Bà vào vai vợ của một ông trùm xã hội đen, được sống trong nhung lụa nhưng luôn giữ trong mình nhiều nỗi niềm tâm sự bởi từng bị chồng phản bội. Trong năm 2006, Thanh Quý tham gia Nhật Ký Vàng Anh, phần 1, một chương trình truyền hình cung cấp những kiến thức về giới tính và tâm sinh lý tuổi vị thành niên.
Bà đóng vai nhân vật mẹ vàng Anh, nhân viên một công ty liên doanh nhưng rất nghiêm khắc và quan tâm sát sao tới việc học hành của con gái. Cùng với hàng loạt nhân vật khác, sang phần 2 của chương trình, vai của Thanh Quý được thay bởi diễn viên Minh Hòa. Thành công trong sự nghiệp, được nhận xét là nữ diễn viên tài sắc vẹn toàn, nhưng cuộc sống riêng tư của bà lại nặng gánh chuyên chuyên. Nói về những sóng gió ấy, nghệ sĩ ưu tú Thanh Quý suy ngẫm, cuộc đời là giông bão, nó đến thì nhận và phải bản lĩnh để bước qua. Trải qua hai đời chồng nhưng cuối cùng nghệ sĩ Thanh Quý phải giang dở và hiện tại bà sống cùng con gái. Bà sống ở một con ngõ nhỏ trong ngôi nhà bình dị và bà chẳng phải diễn cho người khác xem mình sống như thế nào. Với cuộc hôn nhân đầu, bà dường như khóa chặt trong ngăn kéo và đã vứt chìa đi để không bao giờ còn nhìn đến nó hay nói về nó. Trong một lần hiếm hoi nói về người chồng đầu tiên, bà cũng chỉ hé mở, đối với người chồng đầu tiên, chúng tôi vẫn giữ liên lạc, vẫn nói chuyện phiếm, vẫn mắng mỏ nhau rất thân tình. Ở cuộc hôn nhân thứ hai, mọi chuyện lại hoàn toàn khác. Sự kết đôi của Thanh Quý và họa sĩ Thành Trương nhận được sự tán dương của nhiều người, bởi họ là cặp đôi trai tài gái sắc trong làng văn hóa nghệ thuật phía Bắc. Nhưng, cuối cùng, sau hơn 20 năm chung sống, cả hai đường ai nấy đi trong sự nuối tiếc của người hâm mộ. Nói về lần đổ vỡ thứ hai, nghệ sĩ Thanh Quý trải lòng. Người ta nói, hậu ly hôn, người ta cần có văn hóa ứng xử với nhau. Nhưng không có được văn hóa này thì tôi không muốn liên lạc nữa. Đối với tôi, mọi chuyện diễn ra trong khoảng thời gian của cuộc hôn nhân đó, giống như tôi rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Khi tỉnh dậy, mọi thứ đã bị xóa nhòa và chẳng còn điều gì đọng lại trong đầu tôi nữa. Tôi không thù hận, không căm ghét, nhưng với tôi, mối quan hệ đó là không có. Những thăng trầm khiến Thanh Quý có thời gian khép mình với báo chí. Chị dường như thu mình lại trong những bức tường đã xây để nghiền ngẫm về những gì đã qua. 10 năm trở lại đây tôi không trả lời báo chí vì trong khoảng thời gian này, tôi gặp phải một số vấn đề. Không phải tôi chảnh gì đâu, chỉ là trong lúc đang rối bời như thế, tôi sợ rằng mình có thể sẽ diễn đạt không rõ ràng, không thoát ít, khiến mọi người hiểu sai. Thật sự, tôi cũng có những sai lầm, nhưng trong quan niệm sống của tôi, cái quan trọng nhất là mình biết hướng thiện và luôn cố gắng để trở thành người lương thiện. Tôi nghĩ, mình không làm cái gì xấu thì chẳng việc gì phải ngại, phải sợ, nghệ sĩ Thanh Quý trải lòng. Trải qua hai lần giang dở, nghệ sĩ Thanh Quý sống khép mình hơn xưa, từng có những bờ vai, để tựa vào nhưng đến tuổi xế chiều, chị lại một mình trong nhiều hồi ức. Theo nữ nghệ sĩ 61 tuổi có như thế nào, bà sống thế ấy. Bà tâm sự, tôi rất sợ phải cố. Thôi thì diễn viên ba lê học múa nên cả đời phải kiễng chân. Chứ trong đời thực mà cứ phải kiễng như thế thì mệt lắm. Cố để tốt đẹp, cố làm vừa lòng mọi người, như thế có dở hơi à? Mình béo thế này phải mặc áo rộng chứ béo mà cứ mặc áo eo, thắt đáy lưng ong như thiếu nữ thì chết tôi luôn. Cuộc sống hàng ngày của một nghệ sĩ về hưu như nghệ sĩ Thanh Quý khá đơn giản. Bà kể bao nhiêu năm đi diễn tạo thói quen giờ sinh học bất thường. Hôm ngủ được thì dậy sớm, không ngủ được thì dậy muộn, lo cơm nước cho con cháu. Thời gian còn lại, bà dành đi uống cà phê một mình hoặc với bạn bè, đọc sách, xem phim. Có hôm bà đi chợ mua đầy đồ ăn treo trên xe, tiện đường phi thẳng ra quán cà phê ngồi uống 1-2 tiếng rồi về. Đối với quá khứ bà không có thói quen quay đầu nhìn lại, nữ nghệ sĩ tâm sự với VN Express, tôi có thói quen là chẳng bao giờ quay ngược đầu. Quá khứ như cái ngăn kéo trong con người mình khóa cái ngăn lại, đi qua bờ sông, mình ném tùng cái chìa khóa xuống. Đôi lúc cũng có nhìn lại để chỉnh trang hôm nay. Không biết có phải tự tin quá không nhưng sau khi dằn vặt, trách mắng, tự đấu tố bản thân, tôi lại tự thấy mình không có lỗi. Nhiều người thắc mắc, sao bà không đi thêm bước nữa nhưng với Thanh Quý, hai lần đò đã vắt kiệt sức của bà. Hiện tại, cuộc sống gia đình thiếu vắng bàn tay của người đàn ông nhưng bà vẫn vui vẻ. Công việc từ bờ tường trồng cây trước cửa, rồi cả con dốc để phi xe lên sân là tự tay bà xây. Những việc nặng hơn cần bàn tay nam giới, thì nhờ em út trong nhà hoặc cháu trai hàng xóm. Cuộc sống đơn giản nên cũng không nhiều đòi hỏi lớn lao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống.